Dông và mưa lớn liên tục những ngày qua làm cho hàng trăm hecta lúa hè thu đang thu hoạch của nông dân huyện Hồng Ngự bị đổ ngã. Lúa lên mộng, năng suất sụt giảm, khiến vụ này bà con đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Mặt khác, việc tiêu thụ gặp khó khăn khi giá lúa xuống thấp, thu hoạch gặp mưa, độ ẩm lúa tăng lên, thương lái hạ giá. Tình trạng diễn ra ở nhiều diện tích lúa đang giai đoạn thu hoạch trong khu đê bao 2.600 hecta của thị trấn Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2. Lúa chính nằm đồng chờ thu hoạch, trong khi máy gặp đập liên hợp chưa thể hoạt động vì ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Theo bà con nông dân, năng suất lúa vụ này đạt thấp, còn gặp mưa thiệt hại năng suất thêm từ 20 đến 30%. Sập cũng gần phân nửa vậy đó, mà còn cái đứng thì mình cắt được cũng như 10 phần, còn sập như cắt được chừng 7 phần rồi dữ lắm rồi, tại vì nó sập nó nằm sát dưới nước á, rồi nó hao dữ lắm. Nó không có được tử lệ được cao. Máy cắt thì nó tiên nó đứng thì nó cắt 150, còn lúa sập thì nó cắt 250. Nó mưa hôm qua là quá trời lớn rồi kèm theo dông lốc nữa, thành ra lúa mình nó mềm chân, nó bị ngã đổ ngã. Này lúa là 9582. Bình thường cái giống này là mình là cứng cây nhất đó, mà giờ sao nó cũng đổ ngã như thường. Lúa này giai đoạn 80 ngày là mới có ngậm sữa 1/3 bông à. Cái này chắc thất thu trầm trọng rồi. Hôm nay là chỉ là mình dạt đường nước cho khai thông đường nước cho nó khô lúa thôi, chứ không còn cách gì khác nữa. Những ngày qua, giá lúa hè thu đầu vụ sụt giảm mạnh, chỉ còn khoảng 4.200 đến 4.300 đồng 1 kg. Riêng lúa thường IR 50404 còn rớt giá thảm hại hơn, chỉ từ 3.900 đến 4.000 đồng 1 kg. Cùng với đó, vụ này thời tiết bất lợi, diện tích canh tác sớm năng suất đạt thấp, chỉ khoảng 5,5 tấn 1 hectare. Trước tình hình này, nông dân có đất phá huề, những hộ thuê đất cầm chắc thua lỗ.